Đây là một địa chỉ đồ Thái tuy đã đóng cửa nhưng mình đã có cơ hội kịp để trải nghiệm và phải nói rằng rất ấn tượng với đồ ăn tại đây. Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Thái Lan mà đã có tới tận hơn 20 năm kinh nghiệm đó chính là Lạc Thái, nằm tại 33 Tràng Tiền. Giờ đây nếu muốn trải nghiệm hương vị của Lạc Thái thì chỉ có thể vào Hồ Chí Minh để thưởng thức mà thôi. Không gian ở đây mang một nét cổ điển mà hơi hoàng gia, rất là lạ. Đây có lẽ là một nhà hàng Thái lâu đời bậc nhất ở Sài Gòn đấy. Trước khi qua cùng gia đình mình cũng có tìm hiểu qua và thấy mọi người đều khen là ở đây chuẩn vị. Và công nhận một điều rằng các món ăn tại đây cả nhà mình đều thấy nó có sự ngon đồng đều. Hầu hết thì mình đều thử qua những món ăn rất quen thuộc của ẩm thực Thái Lan như là canh tôm nhâm này, gỏi cá chê hay là hủ tiếu xào chính là pad thái đấy. Hầu hết trong clip sẽ đều là những món mà mình recommend mọi người nên gọi bởi vì cả nhà mình đã ăn và đều rất ưng ý. Về mức giá thì mình thấy ở đây hơi cao một chút so với mặt bằng chung, nhưng khẩu phần ăn mỗi món thì lại khá nhiều hơn hẳn so với các quán Thái khác, nên là mình thấy như nhà mình này vừa đi nhiều người rẻ mà lại vừa no bụng, thử được nhiều món. Chất lượng hải sản như là cua hay tôm thì đều là size to và mình thấy giòn. Sự chấm riêng biệt cho các món ăn đều đậm đà, rõ vị chua cay nồng đậm chất Thái Lan. Nổi tiếc rằng cả món tôm chiên và xôi xoài mọi người đều khen ngon mà mình chưa thử được, chắc là phải để dành để vào trong Sài Gòn thử rồi vì trong đấy có tận 3 cơ sở cơ. Vậy còn bạn đã trải nghiệm Lạc Thái chưa?